Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân và Âu Cơ sống đầm ấm bên đàn con yêu. Nhưng sao vẫn thấy nhớ nhà gia diết? Vì thế, Lạc Long Quân nói, ta là loài rồng sống ở dưới nước, nàng là giống tiên sống ở trên mây. Nên ta mang một nửa số con của chúng ta đi lập nghiệp, còn một nửa số con còn lại nàng sẽ thay ta nuôi dạy chúng nên người. Nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì báo cho nhau biết để kịp thời giúp đỡ lẫn nhau, nhớ đừng có quên. Thế là họ thừa thiệp nhau 50 người con lên núi về.